Ghê quá các bạn ơi. Trời ơi. Chào các bạn nha, mình là Cường đó các bạn, Lại Đình Cường, kênh YouTube Cường Lại Đình nha. Clip này mình chia sẻ cho các bạn cái vấn đề nó hơi tế nhị xíu, đó là thông bồn cầu nha các bạn. Thì nói chung là bồn cầu thì nhà ai cũng có rồi, thì sử dụng một thời gian thì lâu lâu nó sẽ bị kẹt, nó bị kẹt, nó không có xuống, nó nổi lên bền như thế này, nhìn nó rất là mất vệ sinh, mất thẩm mỹ đúng không? Cũng như là nó phải sau khi mình sử dụng xong phải xối nước cho nó đi á, thì mới sử dụng tiếp theo được, chứ còn mà cứ để cái tình trạng nó nghẹt như thế này mà cứ đi rồi cứ xối nước cứ bỏ giấy xuống thì nó sẽ nghẹt mãi mãi và nó tắt luôn bồn cầu luôn nha các bạn. Đó, thì clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách của mình làm để thông cái bồn cầu này. Thì nói chung quay bồn cầu thì nó đúng cái mục đích của nó, nên là bên trong nó hơi bẩn xíu, nên là các bạn xem video này chịu khó xem thông cảm cho mình nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình thông bồn cầu nha các bạn. Thì thông thường các bạn để mà thông bồn cầu thì các bạn sẽ sử dụng cái đồ thông bồn cầu không, cái đồ mà nó giống như cái cây hút vô kính vô đồ á, nó giống như cái chân xúc tu của mà tuột á không, khi mà in vô bề mặt phẳng thì nó sẽ nén hơi rồi mình rút nó ra, rồi nói chung là để tạo cái lực hút lên rồi đẩy ra, hút vô đẩy ra nó để cho nó trôi đi mấy cái phần mà nó đọng lại bên dưới nha. Thì tuy nhiên là nhà mình thì không có cái cây đó, thì mình sẽ nghĩ ra cái cách nào đó để cho nó sử dụng được. Thì nguyên lý của cái thông bồn cầu thì tạo một cái lực hơi để cho nó làm sao nó gọi là nó đẩy xuống đúng không, cho nó đẩy, tại vì trong bên trong cái bồn cầu là nó có một cái đoạn nó cong hình chữ S như này để cho nó giữ nước lại, cho nó khỏi cái mùi hôi bên dưới nó bốc ngược lên trên nha các bạn. Đó, thì khi mà nó nghẹt chỗ đó thì nó sẽ không có bị xuống đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái đồ mình bịt kín hết cái bồn cầu này, xong sau đó mình cứ xả nước dần 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 vô cho nó gọi là nó tạo cái lực đẩy để nó đẩy xuống nha các bạn. Rồi ok nha. Cái đây là cái mình sử dụng là cái giấy quấn thức ăn nha các bạn, cái giấy mà khi mà dọn đồ ăn lên đĩa rồi á mà không có sử dụng ngay á, thì sử dụng cái giấy này để bịt thức ăn lại để khỏi bẩn rùi rồi nó bu các bạn. Thì cái đây mình sử dụng mình thông bồn cầu cũng được nha. Rồi, kéo lui này xíu. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái giấy quấn thức ăn này này là mình hít hết cái bồn cầu của mình lại, xong xíu nữa là mình dùng băng keo nha, mình băng keo trong á hay băng keo gì cũng được, mình dán lại nha các bạn. Đây là cái trường hợp gọi là mình sử dụng nhanh nha các bạn, chứ thật ra là nó có nhiều cách để mình có thể thông được cái bồn cầu lắm. Thì đây mình quấn cho thiệt nhiều vô nha các bạn, tại vì cái áp lực của nó khá là lớn á, quấn mà mỏng quá thì nó sẽ bung ngược, cái loại nó sẽ dọn ngược lên là ghê lắm. Nha, rất đẹp nha. Quấn qua quấn lại, quấn qua quấn lại cho nhiều vòng thì phải nhiều vô. Rồi ok rồi ha, bây giờ nó cũng hơi chín chín hơi rồi đó.
Ok nha các bạn, bây giờ mình để cho đảm bảo hơn mình sẽ lấy băng keo trong á, mình quấn cho nó thêm mấy đường nữa cho nó khỏi bị tung ra ngoài nha các bạn. Rồi, đây cùng băng keo trong nữa các bạn. À, mình phải dán thêm băng keo trong nha, tại vì cái tấm dán thức ăn này nó hơi mỏng á, nên là mình sợ là khi mà nước nó vô là nó cứ vô nước mà nó không có giữ được là nó bùng bực lên trên là nó dội vô mặt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dán cho nó một chút ít nữa nó. Rồi thêm đường xéo nữa. Rồi, ok nha. Rồi, ok nha các bạn. Bây giờ mọi thứ đã xong xuôi. À, mình cho các bạn xem lại trước khi mình tiến hành mình vô nước vô hơi nha. Thì đây là mình dùng bên dưới, mình nói lại cho các bạn này, bên dưới là mình quấn một cái gọi là cái túi bóng mà kích thức ăn á, để bọc đĩa thức ăn đồ á. À, bên trên là mình dùng băng keo trong, mình cho nó gọi là quấn mái đường cho nó giữ lại nó cứng cáp hơn thôi, chứ thật ra là cái quan trọng là nó giữ hơi nha. Đó rồi bây giờ mình sẽ đậy cái bồn lại ha, mình đậy cái nắp này ha, đậy lại để cho nó giữ. Rồi bây giờ mình sẽ đây các bạn, trên này nó có cái nút này ha, cái nút các bạn để ý này. À, cái nút mà nó có một nửa như thế này á, là mình xả tùy chỉnh, có nghĩa là khi nào mình nhấn á là nó sẽ xuống nước, không? Khi nào mình nhấn là xuống nước, khi nào mình thả là nó không xuống nước nữa. Còn cái này á, là cái nút full này, này trăng khuyết này, này trăng tròn này, khi mình nhấn một phát là nó xả hết cái bồn đi xuống luôn nha các bạn. Khi mình nhấn một phát là nó xả hết cái bồn ở trên đi xuống nha, nó xả hết cái bồn nước này nè, cái bồn nước trong này nó xả hết xuống như bên trong cái bồn cầu này, để nó đẩy cái lát đồ bên xuống bên dưới hầm rút nha. Đó. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu mình nhấn nút nha các bạn. Rồi, mình nhấn nút nha. Đó, các bạn thấy nước nó xuống từ từ không? Tại vì nó bị nghẹt á. À, các bạn biết không? Nó bị nghẹt nên là mình nhấn nước á là nó không có xuống được các bạn. À, nó không có xuống được đâu, mà nó phải chảy từ 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 rồi. Mà cái nguyên lý của nó là khi tới một cái thời gian nào đó, tới một cái cột mốc nào đó, là cái nước này nó sẽ nặng dần lên, nó đầy dần lên trên đúng không? Nó đầy lên trên thì nó sẽ gọi là nó nặng quá thì nó đẩy ở trên xuống ha, nó đẩy ở trên xuống thì dưới nó sẽ thông thôi. Rồi ok, mình vừa nhấn vừa giữ nha, mình sợ nó bung lên các bạn ha. Cái này sợ nó bung lên lắm. Sợ nó bung lên ha. Mình phải đè lại chứ không là nó bung lên phát là bồn cầu dội ngược là ghê lắm các bạn, như trong Harry Potter cái bồn cầu dội ngược á. À, các bạn thấy không? À, bên trong này mình quay vô cho các bạn xem này hả? Đó, nước nó đang chảy xuống từ 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 nha các bạn ha, nước đang xuống từ 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 này, cũng khá là lâu nha. Nãy giờ mình giữ nước chắc cũng được cỡ 2 phút rồi các bạn, mà tại vì nước nhà mình á là nước bể nó chảy xuống chứ không phải là nước nước máy các bạn. Nước máy nhà cấp cấp nước nó phân phối thì nó có lực đẩy, lực đẩy nó rất mạnh, còn đây là nước bình thường nên là nó chảy vô khá là chậm rãi, nên là mình nghĩ là không biết là một thời gian nó có xuống được hay không. Không xuống thì mình sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai nha. Nước chảy tương đối yếu à, kiểm tra lại chỗ này coi nó có hở không. Nó kín mít hết rồi các bạn. Để mình coi thử nước này nó làm sao nha. Tại vì nước ở trên bể nó xuống đó các bạn, một khi mà nó đã
kín hơi nhá. Thì coi như đây là một cái van luôn thì nó sẽ không có xuống nữa, tại vì nước trên bể mình nó không có lực đẩy xuống các bạn. À, khi nào mà vặn là nó chảy xuống, mà khi nào nó kín hơi như này là nó xuống rất là yếu. Nên là bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phương pháp thứ hai, đó là mình dùng cái máy bơm hơi nha. Đó, bây giờ mình sẽ chuyển sang mình dùng cái thiết bị nó nặng ký hơn nha. Đó là mình dùng cái máy hơi mini của mình. À, mình dùng cái máy hơi mini này. À, mình sẽ kéo, mình thổi vô trong cái bồn cầu nha các bạn. Ghê quá các bạn ơi. Nó xuống à. Sợ nó nổ, nó rọi ngược lên vô mặt là xong luôn nha các bạn. Dùng cả cái vòi hơi này mà nó cũng không ăn thua, nên là giờ mình xịt nước trực tiếp nha. Đó, mình nghe nước nó chảy, hình như nó đang xuống rồi các bạn. Hình như nước bên dưới là nó đang động đậy rồi nha, sắp xuống nha. Rồi, ok, quá dễ dàng à, nó chảy xuống sạch trơn rồi nha các bạn. Đó, thì thay vì dùng cái nhấn cái nút ở trên cái bồn cầu á, thì mình rút cái dây mà xịt xịt đít đê à, xịt rồi mình mở cái đầu ra rồi mình xịt trực tiếp vô nha, rồi mình lấy cái tay mình chặn cái lỗ lại cho nó kín hơi là nó xuống nha các bạn. Bây giờ mình khui ra cho các bạn xem nha. Luôn. À, rồi là dội xuống phát là nó đi không còn gì để vương vấn trên đời hết các bạn ha. Bây giờ mình thử cho nước vô lại cho các bạn xem nha. Thì trước khi vô nước thì mình chà sơ ra, thì nãy giờ nó nghẹt á, nên là nó nhìn nó không có được đẹp cho lắm. Đây các bạn, thì nước nó vô trong cái bồn này khá chậm, nên là mình dùng cái vòi phụ này mình xịt vô trong cái bồn chứa đã, xong một xíu mình nhấn nút nhấn coi nó chảy xuống như thế nào nha. Rồi ok, mình bơm đầy bồn nha các bạn. À, bây giờ mình nhấn phát coi thử nó như thế nào nha. Trời ơi. À, xuống rất là ok, tuy nhiên là mình ở Tây Nguyên đất đỏ Ba Giang, nên là trong cái bồn chứa nó đất đỏ rất nhiều. À, mình xịt cái này vô thì nó lên cái cặn ở dưới thì nó màu đó thôi, chứ thật ra màu cà phê thôi các bạn, chứ không có gì hết nha. Rồi ok nhé các bạn, mình kết thúc cái video hướng dẫn thông bồn cầu của mình tại đây. À, nếu các bạn yêu thích nội dung video này thì hãy nhấn đăng ký kênh YouTube Cường Lại Đền ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo nha. Giờ mình nối cái này lại. Thì nói chung là nó, các bạn dùng băng keo, các bạn bịt cho nó kín lại, rồi sau đó là các bạn sẽ dùng cái vòi nước các bạn. Các bạn dùng vòi nước và các bạn xịt xuống là nó ok không nha. Đó, các bạn dùng cái vòi nước này này, cái vòi này bồn cầu nào cũng có hết á, là các bạn xịt vô là nó vô từ từ là nó kín hơi á, nó nặng á.
Còn nước mà các bạn xài nước nước máy do thành phố cấp đồ đó thì nó có lực đẩy, nó chảy xuống nó rất là nhanh. Còn mình không có lực đẩy nên là nó phải dùng phương pháp thủ công như thế này nha các bạn. Bô thôi. Bay này ra. Rồi, ok nhá.